với tranh chỉ đinh mà hiện tại đang có mặt ở đây thì những sản phẩm tranh chỉ đinh thì sẽ được chia ra làm 3 bước, và cái bước đầu tiên là cái bước mình sẽ phác họa lên cái hình ảnh đó, có thể là bằng tay, có thể là bằng những cái đường nét đã có sẵn. Cái bước quan trọng là cái bước thứ hai là cái bước lên được những cái điểm đinh, và mình sẽ phải cân đối lại những cái điểm đinh đấy làm sao để khi mà mình đan sợi chỉ thì nó có thể lấp đầy những cái khoảng trống là một, và cái thứ hai là nó có thể tạo được cái khối, cái độ chịu, cái chiều sâu ở bên trong cái bức tranh. Việc lên điểm đinh tưởng chừng như đơn giản, nhưng đòi hỏi người thợ phải tính toán thật chính xác khoảng cách giữa các điểm. Với những bức tranh lên điểm đinh sai, người làm có thể phải cắt bỏ hoàn toàn các sợi chỉ đã được đan trên đó. Với những sản phẩm khác nhau và kích thước khác nhau thì cái khoảng cách giữa các điểm đinh là hoàn toàn khác nhau. Giữa hai thể loại là tranh logic và tranh thương mại truyền thống thì tranh logic thì sẽ có những cái điểm đinh gần như là tương đồng với nhau và sẽ không thay đổi. Còn những sản phẩm nào lớn hơn thì mình sẽ chia khoảng cách lớn hơn. Ví dụ chi tiết là mình có thể làm những cái khoảng cách từ 2 cho đến 5 cm đó. Còn với những cái sản phẩm tranh thông thường và phác họa thì chúng ta có thể chia những cái khoảng cách đấy nó xa theo độ lớn của bức tranh từ 3 cho đến 6 cm, còn lại thì chúng ta có thể làm nhỏ hơn một chút để những cái điểm đinh có thể lên đủ những cái chi tiết có sẵn, và sau đấy thì chính những cái sợi chỉ sẽ tạo cái nổi khối cho cái bức tranh. Hoàn thành xong công đoạn lên điểm đinh, người thợ sẽ tiến hành đan chỉ. Đây là công đoạn cuối cùng nhưng tốn nhiều thời gian nhất để tạo nên những đường khối logic và phối màu chỉ theo chủ ý của tác giả. Nó lại có một đặc điểm rất là thú vị là khi mà mình làm về tranh logic thì từ những cái đường thẳng mà mình có thể tạo được ra những cái đường cong trơn, và ở ngay đây thì mình có một cái sản phẩm tranh chỉ đinh từ những cái đường thẳng cơ bản như thế này thì mình có thể tạo ra được một đường cong trơn, và từ hai đường cong trơn cơ bản như thế thì sẽ tạo ra được một bức tranh hoàn chỉnh rồi. Màu sắc là một yếu tố quan trọng để tạo độ nổi khối và chiều sâu sau này cho tranh chỉ đinh. Với những người mà mới bắt đầu làm tranh chỉ đinh thì mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn về màu sắc, về hai màu sắc đối lập nhau và những màu sắc đối lập nhau. Và những cái mảng sáng tối thì mình sẽ chia những cái màu sắc đấy theo 5 tông màu khác nhau: xanh, đỏ, tím, vàng, đen. Và cái màu trắng nó chỉ là cái màu nền thôi. Và dựa trên 5 cái màu sắc cơ bản này thì mình sẽ tạo ra được những cái màu nhạt hơn, đậm hơn một chút. Và từ những cái màu như thế thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái bức hình đối xứng về màu sắc và đối xứng luôn về cả cái nền nhiệt ở trên cái một cái sản phẩm. Khi mà cái vị trí đấy có chiều sâu lớn thì mình sẽ đẩy những cái màu sắc đậm hơn, còn lại thì mình sẽ sử dụng những cái màu nhạt hơn để có thể tạo khối.